hình đi. Alo. À, chỗ chị có bánh xong chưa? Trời ơi, hả cái họng bự dữ rồi. Hả 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 tới rồi. Thả điện ngoài đây nè, xíu vô. Chào mừng các bạn đến với kênh Cuộc Sống Việt Nam Anna Châu. Tối nay là Trung Thu nè các bạn. Mình cùng nhóm đồng nghiệp đi thả lồng đèn. Thì không khí ở Long Xuyên của mình thì đêm nay rất là vui. Và mọi người tập trung ra bờ sông chỗ cầu Hoàng Diệu đó để mà cùng thả đèn. Thì các bạn cùng mình vui thả đèn đêm Trung Thu nay nha. Ai cho ba sụt không? Gọi cho bà gót nha. Bye. Nè, để con cầm cái này đẹp. Mẹ hai đi, chụp giống lại. Để con nhìn mẹ nè. Con nhìn xuống cái lồng đèn này, con nhìn. Các bạn ơi, những cái lồng đèn này nè, á cháy rồi. Những cái lồng đèn này là mình tự làm đó các bạn. Thì tối nay mình cùng thả cho vui, cùng nhóm bạn thả. Thì mình cùng đi thả đèn để cho không khí chung thu nha các bạn. Cái này nó không dính. Nó ngã ngoài à. Đi lãng cùng hả này. Chưa, mình tắt đi. Để cho bà chút có lại trước đi. Chụp đi. Quay với nó vô đây nè. Rồi tắt luôn. Nó quá rồi. Ơi mà dịnh lại con, dịnh lại. Ai vô. À của con nè, mình đi mẹ. Có gì tao té nha chú. Mày. Rồi biết tội không? Đi. Không thấy được. Ôi trời. Rồi dịnh thả nghe. Ai nước gì cưng? Ở dưới còn bực nữa đó. Hết rồi. Không, ở dưới còn một bực. Được rồi. Ê! Nảy nó ra ngoài. Rồi cái này tắt rồi nè. Nè mấy đứa xuống thả đi. Ai có đèn xuống thả đi. Nhóc luôn. Được. Cái nhóc kia nhóc luôn kìa. Mày xuống đi Quỳnh, xuống đi. Thôi. Chị xuống đi. Xuống rồi. Không xuống được đâu. Chị xuống rồi. Để em xuống. Quỳ xuống đi Quỳ. Đừng kêu người ta. Người ta đang cầm một đèn mà đúng không? Mấy cái hai cái hả? Cây chơi gì gọi nha Quỳ nha. Chưa. Nè, chứ còn. Thôi Nguyệt xuống trước đi. Ha. Gọi đèn của ai đây, đây. Hãy ra ướt đi, ướt cho con nó khỏe mạnh không quên. Dạ không trời. Rồi, nghe mặt qua kia đi.
phải tạo dáng bên đây nghiêng nghiêng hình mặt bên đây tạo dáng tối quá cái quay tới hù quá anh. Anh ta tát ra cho nó chảy nè nè bình ơi cái này cho nó cháy luôn đi bình ơi. Ừ tát tát ra tát nước ra cho nó chứ nè nó cứ trôi vô cháy đẹp quá kìa để mình làm cái này, cái làn sóng nha. Con kia lấy hên, lấy hên. Chưa, để mình làm sóng cho nó văng ra. Trời ơi, phát phát rồi đó. Rồi, cái quẹt xuống kìa. Rồi, con nó đứng như này đi con. Cháy luôn kìa. Cháy luôn kìa, cháy luôn kìa. Cháy luôn kìa. Tôi phóng luôn, tôi tát luôn à. Một, hai, ba. Bình tĩnh, tát ra ngoài nha. Này hơi tối quá. Rồi, Nguyễn ước đi. Vậy bé Nguyễn ước đi bé. Ước tay cao và bé xa. Lấy chờ giấy mặt cho hai giấy nó bằng nhau rồi được rồi. Nội, nó vô. Vậy thôi, bây giờ nó tắt cái đèn. Ê, tắt cái đèn. Rồi, được rồi đó. Rồi, được rồi đó. Rồi. Rồi tắt luôn rồi. Nó bẻ nó chạy ra một khúc cao hơn bẻ ra thì nó không có thấy. Mua đang cái gì ơi? À. Nếu không nếu không mua tới đây đứng đây chụp hình chị cũng cho nữa. Hả? Sao gì lên. Nếu mà đứng chụp hình là 20.000 à. Mà mua cái đèn thì cặp 25.000. Văn mà. Cái đèn nhiều. Cặp 25. Làm nhà luôn hả chị? Làm nhà em. Em thấy em nguyên sớm nè, nguyên sớm đi bán nè. Ủa chị nhà báo vậy? Em kênh YouTube. À YouTube. Thôi đừng có quay em nha. Em đang có thiếu bài quá ha. Đây đây bà chủ quay đây đây nè, đây nè. Đó, họ mà phòng bắn đi. Đây là mấy người bắn mướt. Vui quá dạ. Vui không? Nãy giờ bán nhiều không chị? Bán nãy giờ ha cỡ 490 mấy cái rồi, chưa tới 500 thằng này nó nổ nó 500. Thì nói 500 đi. 400 mấy à, 490 mấy cái à. Vui quá, nay trung thu vui quá. Đó ngoài luôn. Màu đẹp đó em, màu đẹp á. Cả 2 chỗ cả 25 chị ơi. Bây giờ em bán cặp 30 phân đó. Em lấy cái này mới nè, mới nè, đẹp này mới nè. Ừ, cái gì mà chưa đốt á. Chưa đốt ở đây nè. Chưa đốt lên nè. Đúng rồi chị Linh. Cái này làm cho em đi, cho em đi. Để em trả tiền cái đã. Cái này làm nhà không hả? Làm nhà không ơi. Khéo tay quá ha. Trời ơi. Nguyên sớm tu là xếp cho nó luôn á. Nói gì đâu, nói đâu. Nhớ chưa, nhớ chưa, chạy nó sớm đi nghe. Rồi, cảm ơn. Vô nghe, vô nghe. Cho uống mà, nó không cho trà. Bởi vì lấy bánh rồi. Xuống nghe, chạy xuống đi, xuống đi. Vô nghe, vô. Rảnh chưa? Rảnh rồi, lỗ rồi. Thùng bia coi Như. Ừ. Như đi mua thùng bia. Hai chồng đi mua thùng bia với mua màu vô đây nhậu coi. Bán hết là mình nhậu. Hai cái chưa? 25. Đi chơi trung thu vui không? Vui. Nhân viên kỹ thuật số kỳ quá.
Trời ơi, máy tính duyên biết nữa. Có đồ thả đi ăn nha Châu. Em có đồ thả kìa, có cái cây để thả kìa. Để em đi ra ngoài thả. Đi ra ngoài. Ra ngoài quay kìa em. Trời ơi, mỗi bàn sụi luôn. Có cầu thang không? Có cái cây thả đó chị. Thấy hả? Có cái cây thả đó kìa. Đầu tư cây luôn. Này bán lồng đèn nè, các bạn cho luôn cái cây thả. Mấy anh chị bán ở đây rất là vui tính nha. Thì các bạn cùng thả đèn với mình nha. Cái cây này dễ thả xuống sông lắm nè. Đi coi. Tạm chừng đổ nha. Nó chừng trốn người ta đó. Đấy, thằng Điền ơi. Nhiều người tập trung ở bờ sông cầu Hoàng Diệu và để thả đèn. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nhớ cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký. Mình sẽ làm nhiều video sau hay hơn gửi đến các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn các bạn lại video sau. We'll be right back.